Thưa quý vị và các bạn, theo luật hợp tác xã năm 2012, nhà nước hỗ trợ hợp tác xã trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Riêng hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp còn được hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhiều ưu đãi hỗ trợ là vậy, song tại tỉnh Kon Tum, việc tiếp cận, thụ hưởng những chính sách này đối với các hợp tác xã còn khá hạn chế. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoa Nam ở thôn 5, thị trấn Đắk Rập Ve, huyện Con Rẫy, thành lập năm 2021 với 35 thành viên. Hợp tác xã chủ yếu liên kết sản xuất, thu mua cà phê. Đến nay, hợp tác xã chưa được tiếp cận bất kỳ nguồn vốn vay ưu đãi nào dành cho hợp tác xã. Do vậy, hợp tác xã phải nỗ lực tích lũy, tự xoay sở xây dựng nhà xưởng với hệ thống sấy cà phê khoảng 1 tỷ đồng. Do đầu tư hạn chế nên công suất sấy không cao, chỉ khoảng 10 tấn cà phê trên một ngày, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày mùa. Hợp tác xã chúng tôi đang rất là mong muốn các ban ngành hỗ trợ giúp đỡ một để chúng tôi có cái nguồn phát triển thêm nữa từ những cái sản phẩm là bán tươi từ dân ra để ra thành sản phẩm chế biến đẹp mắt và đi ra thị trường tốt hơn. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2016 với mục đích hỗ trợ xây dựng các mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Thành lập hơn 8 năm nhưng đến nay mới có 8 hợp tác xã được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với dư nợ hơn 2,4 tỷ đồng. Đây là con số rất khiêm tốn so với tổng số 307 hợp tác xã toàn tỉnh. Đối với cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì cái lãi suất rất là ưu đãi. Cái đó là cái mà các cái đơn vị kinh tế hợp tác xã họ rất là cần. Tuy nhiên là phần lớn hợp tác xã thì họ lại không có cái tài sản đảm bảo. Rồi một phần hợp tác xã là họ tổ chức hoạt động lỏng lẻo, không có kế toán. Kế toán phải làm thời vụ, rồi báo cáo tài chính thì hầu như là không phát sinh doanh thu. Nên là theo quy định thì coi như các hợp tác xã này thì không tiếp cận được những nguồn vốn vay. Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và thương mại Sáu Nhung ở xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà có trên 110 thành viên với vùng nguyên liệu hơn 300 hectare cà phê. Mỗi năm, hợp tác xã thu hoạch trên 1.000 tấn nhân, đưa ra thị trường hơn 4.000 hộp sản phẩm cà phê bột, cà phê chế biến. Đây là một trong số ít những hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum với số tiền 800 triệu đồng để trang bị máy móc. Hiện nay thì các hợp tác xã thì cũng đang hình thành và thành lập mới cũng nhiều. Do vậy là cái nguồn quỹ có hạn hẹp, do vậy là chia ra thì rất là nhỏ. Hai nữa là cái về cái thủ tục mà vay cái nguồn quỹ hỗ trợ của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã thì cũng còn rất là nhiều hồ sơ giấy tờ, cũng như là vay thế chấp như vay ngân hàng. Ví dụ như các hợp xã mà không có đất đai hay có tài sản để thế chấp thì cũng không thể vay mượn được. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều hợp tác xã chưa có quỹ đất hoặc thiếu quỹ đất để làm trụ sở làm việc và nhà xưởng. Đơn cử như hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết ở thành phố Kon Tum, hợp tác xã thành lập vào năm 1976 và đã tổ chức lại theo luật hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thủy lợi, điều tiết nước, sản xuất kinh doanh sản phẩm gạo, Đoàn Kết với diện tích quản lý hơn 500 hectare lúa nước. Từ những năm 1977, hợp tác xã đã có trụ sở làm việc và nhà kho trên diện tích 700 mét vuông. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trụ sở làm việc của Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Đoàn Kết. Và nghịch lý ở chỗ vùng sản xuất của hợp tác xã thì thuộc địa bàn xã Đoàn Kết, nhưng trụ sở làm việc lại nằm trên địa bàn phường Nguyễn Trãi. Ngoài ra thì trụ sở xây dựng đã lâu nên là bị hư hỏng và xuống cấp nhiều. Điều này thì gây khó khăn cho hợp tác xã trong công tác quản lý và hoạt động các cái dịch vụ. Do vậy là hợp tác xã mong muốn được di rời cái vị trí trụ sở làm việc về địa bàn xã Đoàn Kết. Gần đây, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Đoàn Kết được địa phương hỗ trợ đổi địa chỉ về xã Đoàn Kết trên giấy tờ. Điều này khiến hợp tác xã gặp bất lợi về quản lý, hoạt động dịch vụ và tiếp nhận chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn vay.
hai lần rồi, cũng làm cái kiến nghị, cũng xin Ủy ban nhân dân xã và kể cả thành phố để cho một cái quỹ đất để cho hợp tạo điều kiện cho hợp tác xã để di chuyển cái cơ sở vào trong đó là một cái. Thứ hai nữa là để có một cái địa bàn nó rộng rãi để cho nó phát triển được thêm kinh doanh trong vấn đề gạo vừa rồi. Thì nói chung cũng đã gặp trực tiếp gặp một hai lần rồi, chứ nhưng là sao không nghe các ban ngành lãnh đạo trả lời gì hết. Nếu cái hiện trạng này, cái quỹ đất đây mà kéo dài như này mà không có cho hợp tác xã thì nói chung cái điều kiện mà để đi làm việc đó, nó rất là khó khăn. Khó khăn hiện nay là các quỹ đất trên địa bàn đất công của xã thì hiện nay là còn ít, và một số nơi còn thì nó lại không phù hợp mấy cho cái quá trình xây dựng nhà máy. Và bên cạnh đó thì cái việc mà cấp đất cho các tập thể, cụ thể ở đây là cho hợp tác xã, thì không thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân cấp xã, mà cái này là phải là thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh. Nên đâu đó trong quá trình mà đề nghị giới thiệu thì còn khó khăn qua nhiều bước, rồi thời gian. Những vướng mắc trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ đất đai và vốn là rào cản lớn đối với sự phát triển của các hợp tác xã. Những vướng mắc này cần sự quan tâm, tháo gỡ từ các cấp ngành để giúp hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ có cơ hội hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển, nòng cốt là hợp tác xã, cần triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới về tổ chức hoạt động, trong đó sự nỗ lực phối hợp giữa các ngành, các địa phương với các hợp tác xã là rất quan trọng. Nội dung này chúng tôi sẽ thông tin trong chương trình thời sự tối mai 24 tháng 7 năm 2024. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.